3 nhóm nguy cơ cần ưu tiên vaccine COVID-19 mũi 4. Bộ Y tế cho thấy gần 235,2 triệu liều đã tiêm trên cả nước. Trong đó, hơn 207,4 triệu liều tiêm cho người 18 tuổi trở lên, hơn 18,7 triệu liều tiêm cho trẻ 12 đến 17 tuổi và hơn 9 triệu liều tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12. Bộ Y tế có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine COVID-19 đối tượng tiêm liều lượng tiêm cho người từ 5 tuổi trở lên, trong đó với tiêm liều nhắc lại mũi 4, sẽ thực hiện tiêm cho các nhóm đối tượng, người từ 50 tuổi trở lên, từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc các khu công nghiệp. Loại vaccine tiêm mũi 4 là mRNA, vaccine Pfizer hoặc Moderna, AstraZeneca và vaccine cùng loại với mũi 3 mũi nhắc lại lần 1. Khoảng cách tiêm mũi 4 ít nhất là 4 tháng sau mũi 3 mũi nhắc lại lần 1. Với cán bộ tuyến đầu, lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị và chợ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.